tìm đến chung cư Hoàng Huy để nhận thử thách. 3, 2, 1, chạy. Hấp, nè, ủng hộ bà con ơi. Nhiệt tình lên bà con ơi. Số tiền của chúng tôi bắt đầu chạy là 59 triệu rồi. Bể bóng tìm mật mã của trò chơi Sudoku. Cái kia ném bể cái này nè. Rồi, để tìm cái mật mã Sudoku. Ôi trời ơi. Tìm đây, tìm đây. Chơi của Nhật đó. Tìm đây. Ném đi, ném cái bể cái này nè. Ôi ơi, nói rồi. Sau khi tìm được mật mã rồi thì ba người chơi phải giải mã Sudoku. Đây. Người chơi phải điền vào những ô còn trống sao cho thỏa với các điều kiện, các hàng ngang, các hàng dọc. Mỗi ô 3x3 phải có đủ các số từ 1 đến 9, không trùng số và không cần đúng thứ tự thì người chơi sẽ hoàn thành thử thách. Từ 1 đến 9. Dạ dạ. Ở đây 2 7 3 5 là kìa, 4 1 6 8. Bây giờ bạn Nguyễn thành công, bạn sẽ chạy ra bằng chỉ. Một chàng pháo tay thật to cho một tráng sĩ nữa. Vậy là 5 anh em luôn. Bạn nữ đó, anh nói chị chở em đi giùm. Wow. Rồi giờ còn Nguyễn chưa biết sao giờ. Đúng rồi. Nó mà không biết công ở đâu rồi. Rồi tráng thai thì phải nhấn thứ hai cái này nữa. Ui. Đây đây, có bạn này bạn vô bạn giải giùm mình nè. Bạn này không biết chơi này, bạn giải giùm mình. Đây em ơi, bạn vô. Trời ơi. Bôi đi. 9 đây quá rồi. Chúng ta còn 38 triệu anh em ơi, cố gắng lên anh em ơi. Đây u này cả sọc cả ngang chiều 6 này. 1 2 3. Đó. Ở đầu dây bên kia sẽ nghe được và ấm áp lắm quý vị ơi. 1 2 3 4 5 6 7. Đây 8. Đây thiếu số 4, đây thiếu số 4. Số 4 đây rồi. Ờ, số 4 đây rồi. Đây số 2. Đối với nhau 4 3. Một bạn vào đã hỗ trợ chúng ta. Đây là đó, 8 này số mấy? 83. 8. Đúng rồi. Ok rồi, ok rồi, 5. Đúng chưa? Mình kiểm tra lại nè. 4 2 6 8 5 3 7 9 1. Rồi, chính xác mọi người ơi. Ở đây có những cái này là cái mã nè. Thứ tự 1 2 3 4. bốn ba bảy tám Dương ơi, thôi đi thôi. 4 3 7 8, số tiền là 33.391.109 đồng. Chúc mừng.